Trung Quốc được biết đến là đất nước sở hữu một gia tài khổng lồ, các bài thuốc đông y có giá trị lớn nhất trên thế giới. Nền đông y học của đất nước này đứng đầu thế giới mà khó có quốc gia nào có thể vượt mặt. Những bài thuốc đông y thường có xuất xứ từ các loại cây cỏ trong tự nhiên hay những loài động vật xung quanh, rất hiệu quả, lại ít để lại nhiều di chứng sau này. Từ xưa, người dân đất nước này đã truyền tai nhau về công dụng thần kỳ của ngưu hoàng, một loại sỏi được lấy từ túi mật của trâu hoặc bò mang bệnh sỏi mật. Ngưu hoàng có tác dụng cho việc giải trừ độc tố, thanh tâm, tiêu đờm, định kinh. Với những công dụng lớn như vậy, mọi người đua nhau đi kiếm ngưu hoàng về dự trữ trong nhà để khi cần có thể đem ra sử dụng. Chính vì những công dụng tuyệt vời đó lại là một loại thuốc quý hiếm khó tìm. Vì vậy, khi tìm ra được nguồn cung cấp ngưu hoàng, mọi người đều đổ xô đi truy lùng. Mới đây, cộng đồng mạng và truyền thông Trung Quốc xôn xao về một chú bò mang một lượng ngưu hoàng khổng lồ mà từ trước đến nay chưa từng có. Ngay lập tức, chú bò này nhận được sự săn đón nhiệt tình của người dân và truyền thông cả nước trong sự ngỡ ngàng của chính gia đình người nông dân sở hữu chú bò này. Đó là một gia đình có truyền thống làm nông tại một thôn nhỏ thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Chú bò này mang thân hình ốm yếu, gầy xơ xác và một khối u khổng lồ ở vùng bụng suốt 11 năm qua. Cái khối u này gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cày bừa và cuộc sống hàng ngày của chú bò, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Thật không thể nào ngờ được, cái khối u mà gia đình người nông dân này cho là nguyên nhân gây ra sự suy yếu của sức khỏe con bò lại chứa đựng một nguồn thuốc quý hiếm và vô cùng giá trị. Khi biết được tin về chú bò này, giới truyền thông đã lập tức săn đón, đưa tin thu hút sự theo dõi rất lớn từ dư luận cả nước. Giá trị của chú bò ốm yếu này bỗng chốc được nâng cao, rất nhiều doanh nhân, những người có tiền ra giá cao để được mua lại chú bò quý này. Có lẽ gia đình người nông dân này không thể nào có thể tưởng tượng được rằng có một ngày con bò ốm yếu này là đem lại cho gia đình ông một món hời khổng lồ đến như vậy, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống nghèo khó trước đây. Nhiều khi chúng ta không thể nào biết rằng những thứ tưởng chừng như chẳng có chút giá trị nào là đang chứa đựng một giá trị không ngờ ẩn sâu bên trong đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.